Thành phố Las Vegas trở thành khu vực quan trọng trước ngày bầu cử, tin từ Las Vegas. Las Vegas là kinh đô của sự quyến rũ, của tội ác và tiền bạc. Nơi đây chẳng có vẻ gì là trung tâm của sự căng thẳng chính trị. Tuy nhiên, nếu bỏ qua những khu vực sang trọng của các sòng bạc và khu giải trí, cuộc sống tại đây rất thê thảm, với tỷ lệ thất nghiệp cao nhất nước, nhà cửa bị tịch thu tràn lan và tất cả chỉ vì nền kinh tế ảm đạm của đất nước. Điều đó khiến cho Las Vegas và tiểu bang Nevada trở thành bãi chiến trường quan trọng giữa Tổng thống Obama và ứng cử viên Romney. Cả hai quyết tranh giành nhau, con số cử tri có thể làm nên sự khác biệt. Tổng thống Obama và ông Romney cùng thiết lập tổng hành dinh vận động tranh cử tại Las Vegas, tin tưởng vào các tình nguyện viên, những người sẵn sàng đi đến từng nhà để tuyên truyền bầu cử. Đối với cử tri địa phương, họ cho biết sẽ bỏ phiếu cho người nào có thể đưa Nevada trở lại thời hoàng kim của những năm 2000, trước khi hàng ngàn ngôi nhà bị tịch thu. Kết quả các cuộc thăm dò tại Nevada cho thấy tỷ lệ của hai ứng cử viên đang rất khít khao.